sữa chua tặng đó. Anh kể việc cái vụ mất ba lô á, gì mẹ mày cay, đang vẫn còn cay anh em à. Nói chung là nó vô lý phải cà lồn ra, nhưng mà thôi biết sao giờ, lỡ mất rồi biết sao giờ, cái chuyện là nó không có gì hết. Nói chung là không phải là hai cái bạn, anh em cứ bảo là hai cái bạn đó, hai cái bạn mà chụp chung, chụp hình chung với em lấy ba lô, không phải đâu. Corona rồi bố béo à, đeo khẩu trang vô. Cô cái lồn què, em chơi đá banh la quá, giờ nói chuyện đéo nổi rồi anh em à, anh em thông cảm cho em. Nói chung là cái chuyện vậy là anh em à, không phải là hai cái bạn mà chụp chung với em là hai bạn đó lấy ba lô, không phải. Ý là em hỏi ấy, ý là em định tìm hai bạn đó em hỏi ấy, là hai hôm đó là coi hai bạn đó có thấy em quải cái ba lô đi ga xe không. Đấy, tại vì hôm đó là em vừa về từ sân bay về đến Chiminh Hao á, thì gặp hai bạn đó đứng trước cửa, hai bạn đó xin chụp hình với em. Thì em định hỏi hai bạn đó là có thấy em quải cái ba lô hay là không, chứ không phải là hai bạn đó lấy ba lô. Điệt mà mày cai vãi lồn. Nói chung là từ cái quãng đường mà từ sân bay mà về tới Streaming House của em á, thì lúc em lên xe là em để cái ba lô ra đằng sau, anh em hiểu không? Tại vì ngồi đằng trước là không có để ba lô được. Thì lúc lên xe là em để cái ba lô ra đằng sau. Cảm ơn Jessica đấy. Thì anh em biết là từ cái quãng đường mà từ sân bay Nội Bài mà về Streaming House của em thì em đâu có đi đâu đâu. Mà điệt mẹ mày tới mấy ngày, nói chung là từ thứ bảy tới bây giờ em mới nhớ là điệp mẹ hồi tối hôm qua em mở cái tủ ra em soạn đồ thì điệp mẹ mới đéo thấy cái ba lô đâu, thì em mới chết con đỉ mẹ rồi, trời ơi cái ba lô để đâu ta. Nói chung là dạo này cái đầu óc em nó bị cái lồn vậy á, mau quên lắm, mà có chơi cái gì đâu, không ăn uống ngủ nghỉ không sờ chim không mà có chơi bời cái gì đâu, mà đầu óc bây giờ nó kiểu là không có được tập trung được, anh em hiểu không? Em quên, em nói thật với anh em là về từ thứ bảy tới bây giờ mới phát hiện cái ba lô bị mất. Thì em mới nhớ lại hồi tối nằm nhớ lại tất cả, là em nhớ là cái lúc mà xuống sân bay nè, là em quải ba lô nè, xong em mở cái ba lô ra em lấy cái ví em mua nước, xong là lên xe đi về Hà, đi về Chiminh Hao. Thì cái quãng đường từ sân bay mà về Chiminh Hao là em đâu có đi đâu đâu, chỉ có ngồi trên xe thôi anh em hiểu không, chỉ có ngồi trên xe gáp thôi. Xong là lúc mà về gần tới Chiminh Hao á, là có mấy bạn đứng ở đằng trước cửa Chiminh Hao. Xong là em mới kiểu là thấy mấy bạn cũng kiểu là đợi để em chụp hình ấy, thì em xuống em vội, em đưa tính tiền xong là em xuống em chụp hình. Là lúc đó em trong ký ức của em á, là không nhớ lúc đó là em có vải cái ba lô xuống hay là chưa. Đây để em lập luận cho anh em nghe, gọi điệp mẹ mày, anh em suy luận cho em mà coi là nó ở đâu. Đó, nếu mà em á quải cái ba lô ấy, nếu mà em có quải cái ba lô, cái dở ở đây của em là sao? Tại vì em không nhớ. Tại vì cũng là lỗi của em không nhớ là em có quải cái ba lô từ taxi xuống hay là không. Để em nói xong cho anh em nghe, cái lỗi của em ở đây á, là tại vì em không nhớ là em có quải cái ba lô từ trên xe xuống, từ taxi xuống cái chỗ mà nhà của em hay là không. Thì lúc đó là vội, anh em hiểu không, kiểu tính tiền xong là có mấy bạn đứng trước cửa Chiminao á xin chụp hình chung với em. Thì em xuống chụp hình các thứ rồi xong là em đi lên, là em mở máy stream liền luôn. Anh em nhớ bữa đó em mở máy stream xong là trên tim em quên luôn. Em tưởng đâu là điệp mẹ cái ba lô để ở trong cái tủ của em rồi. Xong là hôm nay kiểu là mở tủ ra đéo thấy ba lô đâu hết. Em la chết con đỉ mẹ rồi, ba lô đâu ta. Đó, anh em lập luận, bây giờ mình lập luận đây nè. Là điệp mẹ mày từ em, cái trong ký ức của em á, là em nhớ là lúc là em bắt Grab từ sân bay mà về Chiminh Hao á, là em có lên xe, em đi cửa trước. Nó anh tài xế mở cho em cửa trước, em lên cửa trước. Xong anh em biết. Cảm ơn Jessica nhá. Trong ba lô đó có gì quan trọng hay đắt tiền không anh? Nói chung là cái ba lô nó cũng không bao nhiêu tiền hết. Nó tầm 2.000 ba đô thôi. Nói chung là tại vì cái thứ nhất là sụt tặng cho em sinh nhật. Đấy, nó rất là kỷ niệm với em, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là điệp mẹ mày bao nhiêu giấy tờ của em ở trong, gọi là trong cái ba lô á. Xong bây giờ là nếu mà không tìm lại được, bây giờ em phải mất điệp mẹ thời gian để mà em làm lại bách bo. Xong là giấy chứng minh và thẻ ngân hàng đó, điệp mẹ mày toan vãi lồn ra. Bây giờ nói chung là bây giờ lập luận lại cái chút khổ chỗ đó anh em nhớ, là lúc em từ ở trên xe là em lên xe xong là em bỏ cái ba lô ra đằng sau. Tại vì anh em biết là đằng trước là đéo ngồi là đéo để cái ba lô được, tại vì ngồi nó đè cái ba lô. Thì anh em biết là em cưng cái ba lô lắm, được sụt tặng mà người yêu em tặng chứ không phải em mua, anh em hiểu không? Xong là anh em biết là từ sân bay mà về Chiminh Hao, điệp mẹ mày hai anh em tâm sự giống như là ấy các thứ. Đây anh em, để em kể xong đã, anh em đừng donate nữa, tức anh em hiểu không? Nó là từ cái quãng đường mà từ sân bay mà về Chiminh Hao á, thì em có đi đâu đâu mà làm gì cái ba lô mà nó lạc được.
Nếu mà em có quải cái ba lô đi, nếu mà em có quải cái ba lô lên lên nhà thì nó chỉ nằm trong nhà thôi. Điệp mẹ mà làm sao mà nó mất vô lý vậy được, anh em hiểu không? Là em nhớ là em $2,300 hay 2,300? 2,300 anh à. Điệp sụt tặng cho em ấy. Bây giờ là buồn hiu luôn, không dám nói chuyện với sụt luôn. Đó, xong là anh em biết đây, để em nói xong đã, đừng donate nữa, em quạo quá mà. Đó, xong là anh em biết là đó, anh em thấy như vậy là hợp lý không? Là nếu mà em có quải cái ba lô lên trên nhà thì nó chỉ nằm trong nhà thôi. Nó chỉ có nằm trong nhà thôi. Nó bây giờ điện á, điện cho ông taxi, cái ông Grab á, thì ổng bảo là anh á, lúc anh là kiểu là người lớn thế này thế nọ, nhưng mà điệp mẹ mà cái ba lô ở đâu? Cái ba lô điệp mẹ em không phải là đổi thừa cho người ta, nhưng mà cái ba lô không trong nhà thì nó chỉ trên xe thôi, anh em hiểu không? Nó theo cái suy luận của em là làm sao mà em có đi đâu đâu mà em bỏ quên cái ba lô được. Mà trong khi á là lúc mà em lên trên xe á, em còn nhớ là em để cái ba lô ở đằng sau, em ngồi đằng trước em uống nước nữa, em còn tâm sự với ổng nữa. Đó, thì điệp mẹ cái lúc mà gần đến nhà ổng hói hói tính tiền các thứ, rồi xong cũng gặp các bạn đứng ở trước swimming house, em cũng kiểu là ra chụp hình các thứ để mấy bạn chờ. Đó, thì điệp mẹ bị mấy em quên luôn. Nói thật là cũng do lỗi em, cũng không trách được anh em à, cũng không trách anh chú taxi được nữa. Cũng do lỗi em sơ ý thì em chịu thôi, biết chứ biết sao giờ, anh em hiểu không? Nếu mà em có quải cái ba lô á, cái đây là anh em muốn nói với anh em á, là nếu mà em có quải cái ba lô á thì nó chỉ nằm trong nhà thôi. Tại vì từ lúc mà không sao. Cái ở đây em muốn nói cho anh em nghe á, nếu mà em á có để quải cái ba lô lên á thì nó chỉ nằm trong nhà thôi. Tại vì điệp mẹ từ lúc mà em về Hà Nội từ Sài Gòn mà em ra Hà Nội tới đây là em chỉ đi từ sân bay xong là em vào nhà thôi, em về swimming house thôi, em đéo có đi ra đeo ngoài, làm sao mà thất lạc cái ba lô được, anh em hiểu không? Nó điệp bài tức là tức ở chỗ đó đó. Xong là em mới gọi cho chú, em mới bảo là ừ, 2 ngày hôm trước là em có như vậy đó. Xong là ông cũng nói ừ, anh nhớ em là cái vali màu vàng to này. Xong là em còn nói chuyện, anh em còn bật nhạc đó. Xong là em cũng gọi là nói chuyện thỏ thẻ với ổng, em cũng gọi là xuống nước, anh em hiểu không? Em mới bảo là anh ơi, anh cũng gọi là nếu mà có thấy cái ba lô của em ấy thì cho em xin lại giấy tờ thôi. Cảm ơn cậu vàng nhá. Đó thì anh em thấy là vậy nó vô lý không? Nếu mà em á ở đây em muốn nói cho anh em á, nếu mà là em mà gọi là quải cái ba lô, em có quải cái ba lô, anh em đừng có chửi. Nếu mà em là có quải cái ba lô lên trên nhà thì nó chỉ có nằm trong nhà thôi. Còn cái này là em bỏ quên trên xe, em đảm bảo với 100% là nó điệp mẹ mà chỉ có trên xe thôi. Nhưng mà hình như ở nhà hàng xóm ở trước cửa em là có camera các thứ nè, để ngày mai là em qua em xin xem lại camera. Điệp mà em bảo đảm cái ba lô nó chỉ nằm trên xe thôi, mà gọi cái chú đó, nói chung là chú đó cũng lớn rồi, xong là chú bảo chú thề thốt các thứ, chú điệp mà đem gia đình ra thề, nếu mà chú có làm như vậy là cả gia đình chú chết. Nó nghe nó cũng vãi lồn quá, anh em hiểu không? Biết sao giờ, là thôi bỏ ba lô luôn chứ biết sao giờ. Mà em á, thì nói thật với anh em, tiếc thì cũng tiếc cái ba lô, tiếc vãi cà lồn ra. Cái thứ nhất á, là kỷ niệm của người yêu em tặng cho em đó. Cái thứ hai á, là điệp mẹ mày bây giờ em phải làm lại biết bao nhiêu giấy tờ, nó mất thời gian dữ lắm luôn. Mà sắp tới là bắn giải Berlin, mà lỡ đi Berlin được á, mà bây giờ mà điệp mẹ đéo có passport rồi sao làm visa, anh em hiểu không? Đó, bây giờ mà nếu mà làm visa em sẽ về quê, điệp mẹ mất hết mấy ngày, xong mà làm giấy chứng minh để các thứ nữa, trời ơi điệp mẹ nó đau đầu, xong mà thẻ ngân hàng các thứ nữa. Nó đúng rồi, nói chung là lỗi của em anh em, mà không nói ai được, cũng chịu thôi, cũng mất. Nhưng mà điệp mẹ anh em thấy vô lý vãi cà lồn luôn, thề. Phải mà em có đi đâu các thứ mà bị mất cái ba lô thì em còn gọi là nó đúng đó anh em. Còn cái này điệp mẹ chỉ đi từ sân bay, em ngồi trên xe, nó là em nhớ em bỏ cái ba lô gần sau, em ngồi đằng trước đi từ sân bay về cái chỗ em. Mà điệp mẹ mà nếu mà em có quải cái ba lô mà lên trên nhà thì nó chỉ nằm trong nhà thôi, chứ không bao giờ mà điệp mẹ em nó đi đâu được hết. Cái nhà em có phòng có chút xíu thôi, anh em hiểu không? Điệp mẹ mà xong là cũng, nói chung là cũng lỗi em anh em, mà xong là tới ngày hôm nay em mới nhớ lại là từ hôm thứ bảy tới bây giờ là đến tối hôm qua em mở cái tủ ra em lấy quần áo tay dài để mà em mặc nè, xong là điệp mẹ đéo thấy cái ba lô đâu hết, xong là điệp con mẹ mấy cái lồn gì ta, xong là kiếm hết trên nhà, kiếm từ tầng 6 cho đến các thứ. Nhưng mà em nhớ là lúc mà về tới đây là em bước một lên tới phòng, là ở trong nhà là lúc 2-3 ngày nay ở trong phòng không có đi đâu hết, stream cho anh em xem anh em biết á.
điệt mẹ mày nó vô lý vãi cả lồn. Mà ổng chú đó cũng kiểu là ừ cho chú thề đi, điệt mẹ mày chú thề đi, nó cái ba lô nó mất nó hơi bị vô lý đó, anh em hiểu không? Điệt mày chỉ có các bác, nói chung là điệt đéo nói được không, cũng do lỗi của em thôi. Nhưng mà anh em thấy em lập luận như vậy nó có hợp lý không? Làm sao mà điệt mày ba lô em đi đâu được, ba lô em đi đâu? Tức là tức kiểu điệt mà mày, chú có cái việc gì đâu mà chú đem cả gia đình chú ra chú thề thì vãi cà lồn quá. Không lẽ chú sống một mình chú đem gia đình ra thề thì nó cũng đúng không? Cai vãi lồn ra giờ biết sao giờ, mất thì thôi chứ sao giờ. Chỉ mong tìm điệt mà được giấy tờ lại thôi chứ không mong gì tìm cái ba lô đây mà. Mong tìm được giấy tờ thôi, cũng báo rồi. Nói chung là báo là ráp các thứ rồi. Nói chung là chắc thấy là toan này. Đấy. Cũng một vụ của thằng Nhiếm nữa. Thằng Nhiếm hôm qua nó cũng kể em cái lần mà nó đi Đà Nẵng, xong là nó bỏ cái ví ở trên xe mà xe ráp đó. Nó bỏ cái ví trên xe ráp á, là cũng có giấy tờ nó các thứ, xong là nó báo công an là tìm lại được. Nhưng mà điệp mẹ mày tiền ở trong bóp là mất hết, chỉ còn giấy tờ thôi. Nó vãi lồn như thế đấy. Điệp mày cay. Cay. Anh em mà cay. Phải giống như á, mà điệp mẹ mày em đi lung tung các thứ á, nó bị mất cái ba lô á, thì em đéo tức. Mà em có đi từ quãng đường mà từ điệp mẹ mà sân bay Nội Bài mà em về cái chỗ mà swimming house thôi, thì cái ba lô em nó lạc ở đâu, anh em hiểu không? Nó lạc ở đâu? Mà trong khi điệp mẹ em nhớ là em nhớ rất là rõ luôn là điệp mẹ mà em lên xe em còn quải cái ba lô nhá, xong em ngồi nó bị cấn cái lưng, anh em hiểu không? Ngồi thì nó bị cấn cái lưng thì anh em biết em cưng cái ba lô lắm, cưng ba lô sợ nó mớp méo cái thứ được ha. Mà để ra đằng sau, anh em hiểu không? Để ra đằng sau đó, thì anh em biết là điệp mẹ mà trong xe từ nhà có đi đâu đâu mà mất cái ba lô, nó vô lý. Cái ba lô nó cũng to chứ đủ má mà nó như cái móng tay đâu, anh em hiểu không? Giờ nói chung là mất ba lô cũng được, nhưng mà bây giờ điệp mẹ mày nó kiểu là nó bị phiền phức làm mấy cái giấy tờ nó mệt thôi. Chứ điệp mẹ bay nói bây giờ là nếu mà sắp tới mà có đi sự kiện các thứ rồi không phải khóc gì cay, anh em hiểu không? Mất nó bị sàm lồn quá đủ má mày. Cách sao lấy á, tại vì không phải cách sao lấy đâu, tại vì anh em biết là lúc nào là ráp á, người ta cũng kiểu là kiểm tra các thứ, nhưng mà nói chung cũng đéo biết được. Bà mới gì vậy bây bời? Trời đất ơi. Đưa anh số phone tao bán hàng đất. Thôi. Ôi là trời. Cái cục kim cương này mấy ngày tới Hà Nội nhiệt độ giảm xuống 13 độ anh ạ, mặt mếu. Em có đồng ý lấy anh làm vợ không? Anh lấy anh làm chồng không bây bời? Em mình bên nhau hết cái cuộc đời này nha bye bye. Đem cho bye bye nha. Ok chưa? Hả? Hello anh Bo, em xem được. Anh lâu lắm rồi, giờ mới biết đâu nết. Chúc anh stream vui vẻ ạ, dấu bé ba. Cảm ơn Đình Mạnh nha, cảm ơn em. Anh em nào chưa like hay là chưa subscribe hay là chưa follow cho em xin một follow, một subscribe, một like nhé anh em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Anh em biết cái cảm giác mà đau bao tử điệp mẹ mà em có bị nóng sốt ho hay là khó thở cái con cặc gì đâu. Mày corona. Mày corona bao tử à. Quái lồn ở đây em nói là bị đau quằn quại dưới đây nè, nó khó chịu. Không ngồi sờ chim được. Hả? Chú còn thề đọc luôn ấy. Chú thề đọc luôn mà biết không chịu. Em đây nè, à ơi à muốn hỏi gì? À em đúng không? Em là cái hôm là các bạn mà em là các bạn mà hôm bữa mà anh mà về từ sân bay Nội Bài mà anh về tới Chuyên Minh Hà mà em chụp hình chung với anh ấy, em nhớ không? Thì em cho anh hỏi là em hôm đó em có nhớ là anh có quải cái ba lô ra không, hay là chỉ một cái ba ly vàng thôi, cho anh xác định lại vậy thôi. Phải không? Hay là sầm lồn mấy điệp mà em làm tôi vui nha. Phải không? Sống ở Bình Dương cái lồn què đủ má mày. Đây nè. Sống ở Bình Dương. Sống tại Bình Dương mà mày la mày chụp hình với tao. Chụp cái lồn què lừa tồn